Và các bạn ơi, món thịt viên sốt cà chua của mình đã xong rồi đây. Màu vàng ươm ha, những viên thịt rất là ngon. Và bây giờ mình sẽ rắc thêm lên đây một ít hành lá ha. Rồi vào một ít hành phi. Đây là món thịt viên sốt cà chua của mình đã xong rồi. Cảm ơn các bạn đã xem kênh Bếp Việt Official nha. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo. Các bạn, xin chào các bạn. Hôm nay kênh Bếp Việt xin chia sẻ với các bạn món thịt viên sốt cà chua ha. Ở đây em có 300g thịt heo xay, một chén nấm mèo và củ hành mình băm nhuyễn, một ít cà chua chín và hai cái lòng trắng trứng gà. Rồi bây giờ mình sẽ bắt tay vào mình làm món thịt viên sốt cà chua nha. Rồi trước tiên là mình sẽ ướp thịt. Mình cho hết phần thịt xay vào ở trong tô ha. Rồi mình cho chén nấm mèo với củ hành băm mình cho hết vào. Và cái phần thịt viên sốt cà chua này nè, mình làm nó cũng gần giống như thịt xíu mại vậy đó các bạn. Và mình có thể dùng để ăn sáng với bánh mì, hoặc là mình dùng với cơm trắng. Rồi mình sẽ rắc vào đây một chút xíu tiêu. Rồi một muỗng hạt nêm. Và một muỗng đường. Nếu mà các bạn thích ngọt thì cho thêm một xíu nữa cũng được. Rồi sau đó thì mình sẽ trộn cái hỗn hợp này lên nha. Và mình để cho nó ngấm gia vị một chút. Rồi mình cho vào đây một chút xíu dầu hạt điều nha các bạn. Dầu hạt điều mình tự làm á. Rồi. Rồi mình cho thêm vào đây hai cái lòng đỏ, lòng trắng trứng gà, để cho cái phần nấm của mình với thịt nó được kết chín chặt hơn nha. Rồi giờ thì mình phải dùng tay để mình bóp thôi nó mới đều. Rồi mình sẽ trộn cái hỗn hợp này lại cho đều ha. Ở trong đây có thịt nè, nấm mèo nè, gia vị, một chút xíu dầu hạt điều và hai cái lòng trắng trứng gà. Thật ra mình không có dùng lòng trắng cũng được, nhưng mà tại vì hồi nãy em có dùng lòng đỏ để em nấu món khác rồi thì còn lòng trắng, cho nên em trộn vào trong đây luôn. Rồi bây giờ mình sẽ để cho phần thịt này nó thấm gia vị khoảng chừng 5 đến 10 phút ha. Rồi mình để đây. Rồi phần cà chua thì mình sẽ cắt nhuyễn ha, mình bỏ hạt đi, mình chỉ lấy cái phần thịt cà chua thôi nha các bạn. Đây nè, mình chỉ lấy phần thịt cà chua thôi nha. Cái món này thật ra nó gần giống như món thịt xíu mại vậy đó. Nhưng mà mình làm nó nhiều sốt hơn xíu. Mình có thể ăn cơm hoặc là mình ăn với bánh mì. Mình bỏ hạt đi cho cái phần nước sốt của mình nó không có bị chua. Rồi giờ mình băm nhuyễn cà chua ra. Các bạn ơi, phần cà chua mình sắc nhuyễn xong rồi nè. Giờ mình sẽ cho lên chảo mình phi lên, mình nấu cho mềm ra nha. Mình làm nước sốt cà chua ha. Thì dầu nóng mình cho hành tỏi vào mình phi thơm ha các bạn. Rồi mình phi thơm phần hành tỏi này. Sau đó mình cho cà chua bằm nhuyễn vào, mình xào ha.
mình sẽ xào phần cà chua này cho nó mềm ra nha. Mình cho vào trong cà chua một chút xíu dầu hạt điều để cho cái phần sốt của mình có màu đẹp hơn. Rồi khoảng một muỗng dầu hào. Rồi mình đảo lên nha các bạn. Rồi mình nấu cho phần cà chua này nó sẽ thật là mềm. Mình làm sốt cà chua. Rồi mình cho vào trong đây khoảng chừng 2 muỗng nước để cho cà chua nó nấu nó có nước nó dễ mềm hơn ha. Rồi giờ mình đậy nắp lại, mình hầm cho cà chua mềm. Trong lúc đó thì mình sẽ vò viên thịt tròn tròn sẵn ha. Rồi phần sốt cà chua của mình vừa rồi đó các bạn, nó mềm rồi ha. Giờ mình sẽ cho viên thịt vào. Rồi mình sẽ cho từng viên vào vậy nè. Rồi mình lần lượt mình cho hết tất cả phần thịt còn của mình có nha. Mình vo từng viên vậy đó. Rồi bây giờ mình sẽ mở lửa lớn ha. Lửa vừa tới lớn để cho phần thịt viên của mình chín. Rồi mình nêm nếm theo khẩu vị nhà mình nha. Đây là phần thịt viên sốt cà chua. Và món này mình ăn với cơm trắng hoặc là mình ăn với bánh mì cũng rất là ngon các bạn.